Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà thuộc với rất là gần trạm bơm Yên Nghĩa. Từ vị trí căn nhà này, nó cách với trạm bơm Yên Nghĩa chỉ khoảng tầm 200m thôi mọi người ạ. Và với cái căn nhà này thì ngõ nó rất là nông nha. Đây là đường ô tô và kia là căn nhà. Mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể căn nhà với ngõ trước nhà là 2m, cách với trục đường ô tô đi lại chỉ một nhà là ra tới đường ô tô, rất là thông thoáng, gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Fenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, đi lại giao thông nói chung là thuận tiện. Với diện tích của căn nhà là 30m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng, hướng nhà là hướng đông bắc, đã được hoàn thiện xong gần như là 100%, mọi người có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà luôn mọi người ạ. Với cái phần thiết kế của ngôi nhà thì như sau. Với tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế phòng khách và phòng bếp. Với cái phần phòng khách này thì chủ nhà thiết kế hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Như quý vị nhìn thực tế ở trên video, căn nhà này thì cái phần điện nó chưa hoàn thiện xong mọi người ạ, cho nên nhìn nó hơi bị tối. Đó. Ngoài cái phần phòng khách ở đây thì ở đây có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị đầy đủ công năng bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, gương, hệ thống lavabo. Đó. Và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của căn nhà này. Ngoài cái phần đây là phần phòng khách khá là rộng. Ngõ thì ở đây là có tổng là 4 nhà mọi người ạ. Đó, cũng rất là thoáng. 4 nhà thì đã bán rồi, chỉ còn duy nhất một căn nhà này thôi. Với cái thiết kế 30m ở phía dưới tầng 1 và trên tầng 2, mọi người nhìn thực tế giúp em trên tầng 2 này. Xây đua ra rất là rộng, cho nên là trên cái phía tầng 2 diện tích sử dụng nó nhiều hơn. Giới thiệu mọi người đây là chính là cái căn phòng bếp của ngôi nhà. Với căn nhà này thì phần điện chưa hoàn thiện cho nên là nó hơi tối, mọi người thông cảm giúp em nha. Có sao thì em qua như thế. Căn nhà này hiện tại giá chủ nhà đang chào bán 1.820.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị có nhu cầu nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh gửi mọi người review nó chỉ có như thế thôi. Đường ngõ ra sao, mọi cái review rất là chân thực, diện tích, đường hướng, giá. Và cái phần cầu thang đi lên thì toàn bộ là ốp đá đen, cổ đen luôn mọi người nha. Đó, mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào. Với tầng 2 của ngôi nhà thì được thiết kế như sau. Tầng 2 của ngôi nhà thiết kế 2 phòng ngủ trước và sau và một phòng vệ sinh. Thì đây là chính là cái căn phòng ngủ phía trước của ngôi nhà. Ngọc Ánh xin nhắc lại, với cái ngôi nhà này nó rất là gần với lại trạm bơm Yên Nghĩa. Nó cách cái vị trí trạm bơm Yên Nghĩa chỉ khoảng tầm 200m thôi. Giao thông đi lại rất là thuận tiện. Cửa thông phòng của các phòng ngủ được thiết kế hoàn toàn là cửa gỗ. Và các phòng ngủ thì cũng được thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led âm trần. Tất cả các phòng đều có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài, ống chờ, dây chờ, áp chờ đầy đủ. Đó. Phòng vệ sinh ở phía tầng 2 đây mọi người ạ. Đó, nó hơi tối nha, mọi người xem video thì thông cảm giúp em. Bởi vì hiện trạng nhà như thế nào thì Ngọc Ánh quay nó đúng là như vậy. Tiếp theo, cái căn phòng ngủ ở phía bên trong. Đây, cũng rất là vuông vắn mọi người ạ. Rất là vuông vắn. Với diện tích 30m mà thiết kế ở trên phía tầng 2 xây đua ra mới thiết kế được tầng 2 phòng ngủ như thế này thôi. Mời người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Đây là phía tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Thì với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế như sau. Đây là cái khu vực để phòng thờ mọi người ạ. Để ban thờ ở đây. Đấy. Nói chung là thiết kế tối ưu công năng thôi. Còn cái mục đích sử dụng thì là tùy mỗi người. Ở đây là thêm một phòng ngủ nữa cho quý vị. Đó. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Căn nhà này hướng nhà là hướng đông bắc, cho nên cũng rất là mát mọi người ạ. Giá chào bán thì cũng rất là hợp lý với thời điểm này của khu vực này. 1.820.000.000, bao toàn bộ phí thuế sang tên. Tiếp theo, bước chân ở phía cầu thang tầng 3 ở đây thì có một ô dính trời thoáng để lấy ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Và đây là phần sân phơi của ngôi nhà mọi người nha. Đây ạ, đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Đó. Thiết kế cũng khá là hợp lý. Sân phơi cũng rộng rãi, 3 phòng ngủ. Thiết kế tối ưu công năng thôi, còn để mà nói hoàn hảo thì Ngọc Ánh chia sẻ luôn là nó không có cái gì gọi là hoàn hảo cả. Cho nên là mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại phía trên màn hình nha. 0983013403 hoặc
0888 041 444. Ngọc Ánh chỉ dùng duy nhất hai số điện thoại này thôi. Mọi người muốn liên hệ thì alo cho em ngay. Và nhớ là like video của Ngọc Ánh để có động lực làm cho mọi người, gửi tới mọi người thật nhiều những cái video bất động sản nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video sau.